Nhân sống trong sự đời đó nè, anh hôn à. Bây giờ cha này tôi muốn xe Y lưu vào India nha cho bún chả. Eo lê ya cắt tên nè nè. Lưu vào India nó rung gốc kia nè, chấp hình sự đời nè. Hôn à, nâng cụ tôi chống cực kia đi chá. Bây giờ cha này chẳng phí muốn xe nè, xe lưu vào nó lời ua xa hậu rung đi chá nè.
Thank you.